Goitrogen hay còn gọi là các chất gây biếu cổ là gì? Như chúng ta đã biết, thiếu iốt là nguyên nhân chính gây ra các cái hiện tượng biếu cổ hay còn gọi là phì đại tuyến giáp. Tuy nhiên, thông qua các cái nghiên cứu trên mô hình động vật cũng như là đánh giá trên lâm sàng thì các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng là thiếu iốt không phải là nguyên nhân duy nhất gây ra cái tình trạng biếu cổ, mà đó còn là do ảnh hưởng của một số các loại thuốc điều trị và các yếu tố nữa chính là các cái hóa chất cũng như là các cái hoạt chất có trong môi trường nước hoặc là có trong các cái loại thực phẩm ăn uống hàng ngày, đặc biệt là các cái thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật. Thì trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm cơ bản về goitrogen cũng như là các cái tác dụng của goitrogen đối với cái việc mà hình thành biếu cổ ở tuyến giáp. Đầu tiên về cái khái niệm goitrogen là gì thì như chúng ta đã biết là từ cái tên gọi của nó xuất phát từ cái tên tiếng Anh của cái thuật ngữ danh từ biếu cổ là goiter. Thì do vậy mà khi phát hiện ra các cái nhóm hóa chất và thuốc mà có ảnh hưởng đến cái việc mà hình thành nên biếu cổ thì người ta đã đặt cho nó một cái tên chung là goitrogen, chính là các cái nhân tố mà hay còn gọi là chất gây ra biếu cổ hoặc là các cái chất chống tuyến giáp. Và đây không chỉ là goitrogen không phải là một hoạt chất cụ thể mà nó gồm rất nhiều các cái loại, bao gồm các loại thuốc, hóa chất và các cái hoạt chất có trong nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Và cái lịch sử phát hiện ra các cái goitrogen thì nó bắt nguồn từ những nghiên cứu từ rất lâu, từ những năm 50 của thế kỷ trước, là khi các nhà khoa học quan sát thấy cái trên thí nghiệm trên động vật là gì cho thỏ ăn các cái bắp cải sống thì sau một thời gian người ta thấy rằng là nó có hiện tượng biếu cổ ở thỏ. Rồi là trên mô hình chuột cũng như vậy, thì người ta thử nghiệm với các cái một số loại thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật thì người ta cũng quan sát thấy cái hiện tượng là phì đại tuyến giáp ở chuột. Và do vậy thì người ta mới phát hiện ra rằng là trong rất nhiều các cái loại thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật như là đậu nành, sắn, các loại sắn mà đã được nghiền nát và chưa ngâm để giải độc tính của sắn, rồi là các cái loại rau thuộc chi họ cải, Brassica như là bông cải xanh, bắp cải vân vân, và các cái loại rau thuộc họ cải khác, rồi là các cái loại hạt kê trong cùng với điều kiện mà thiếu iốt thì nó cũng góp phần gây ra cái hiện tượng là phì đại tuyến giáp hay còn gọi là biếu cổ. Và trong các nhóm goitrogen thì người ta có nguồn gốc từ thực vật thì người ta đã gom lại thành ba cái nhóm chính, là có đặt tên là goitrin là nhóm đầu tiên, nhóm thứ hai là các thiocyanat và nhóm thứ ba là các cái flavonoids. Và các cái hoạt chất thuộc nhóm goitrogen này thì nó tập trung chủ yếu vào các cái rau xanh thuộc họ cải. Và các cái goitrin mà trong cái cây họ cải được phát hiện có tác dụng ức chế cái sự hoạt động tuyến giáp thì nó tồn tại đầu tiên dưới dạng là tiền chất là progoitrin, và đây là một cái dạng hợp chất không hoạt động. Và cái hoạt chất goitrin chỉ được giải phóng khỏi cái dạng tiền chất progoitrin thông qua quá trình thủy phân enzyme được xúc tác bởi cái enzyme là thioglucosidase có trong các cái hạt của cây họ cải như là hạt cải dầu, cải xoăn và nhiều loại rau và hạt khác. Và một cái điều rất là thú vị là cái enzyme thioglucosidase này nó lại được ức chế bởi cái quá trình gia nhiệt nấu chín thức ăn. Thế do vậy mà khi mà sử dụng các cái hạt cải dầu, cải xoăn và các cái thực vật từ họ cải ở dạng sống chưa qua chế biến thì nó sẽ giải phóng ra goitrin. Thế nhưng mà khi mà có cái hiện tượng là xử lý qua nhiệt, ví dụ như là nấu chín hoặc là trần qua, thì dưới tác dụng của nhiệt độ nó sẽ vô hiệu hóa cái enzyme thioglucosidase này, và do vậy mà nó sẽ ức chế cái quá trình tạo ra goitrin. Đấy, thì chúng ta thấy là đó một cái khía cạnh mà ở phần sau chúng ta sẽ đề cập đến. Và đối với các cái ảnh hưởng của goitrin có trong các cái thức ăn có nguồn gốc từ thực vật và các cái hoạt chất khác của nhóm goitrogen nói chung thì nó có ba cái ảnh hưởng tới cái quá trình hoạt động của tuyến giáp. Đầu tiên nó chính là các cái việc mà nó ngăn chặn cái sự xâm nhập của iốt vào tuyến giáp, mà như chúng ta đã biết là iốt là cái nguồn nguyên liệu đầu vào quan trọng để tạo nên các cái hormone tuyến giáp như là T3, T4. T4 thì có 4 nguyên tử iốt, T3 thì qua quá trình khử iốt thì nó sẽ còn lại 3 nguyên tử iốt trong cái cấu trúc của nó. Và do vậy mà khi mà bị các cái goitrogen nó ảnh hưởng, ngăn chặn cái sự xâm nhập vào iốt thì tuyến giáp sẽ không có cái nguồn nguyên liệu đầu vào để tổng hợp lên các cái hormone tuyến giáp, và do vậy nó sẽ dẫn đến hiện tượng là suy giáp. Cái ảnh hưởng thứ hai của các goitrogen đó chính là nó tác động vào cái enzyme peroxidase của tuyến giáp, và cái enzyme này thì nó có vai trò là gắn iốt với các cái axit amin là tyrosine để tạo ra cái hormone tyrosine T4. Và do vậy mà khi mà cái enzyme peroxidase này nó bị ảnh hưởng, ức chế thì nó cũng sẽ làm ngắt quãng cái quá trình tạo ra các hormone tuyến giáp T4 và dẫn đến cái hiện tượng là suy giáp. Rồi là các cái ảnh hưởng thứ ba của các cái goitrogen đó chính là nó tác động vào cái hormone kích thích tuyến giáp TSH của tuyến yên. Mà như chúng ta đã biết là trong cái mối tương tác, mối quan hệ giữa trục là vùng dưới đồi tuyến yên và tuyến giáp, thì hormone kích thích tuyến giáp TSH được tuyến yên tiết ra như là một cái chất chỉ thị để tuyến giáp tiết ra các hormone T3, T4 để đáp ứng cái nhu cầu trao đổi chất của cơ thể. Và do vậy khi mà nó cản trở cái việc mà hormone kích thích tuyến giáp thì như vậy nó sẽ ảnh hưởng tới các quá trình sản xuất ra các cái hormone tại tuyến giáp, và do vậy mà nó sẽ ảnh hưởng tới các cái hoạt động điều hòa chức năng của cơ thể. Thì như vậy như trên màn hình chúng ta thấy là nó có 3 cái ảnh hưởng tác động chính của các cái hoạt chất nhóm goitrogen tác động lên cái chức năng của tuyến giáp. Như trên hình chúng ta thấy là các cái ảnh hưởng của các cái yếu tố goitrogen tới cái việc mà hình thành nên các cái biếu cổ ở phụ nữ, đặc biệt là các phụ nữ lớn tuổi. Như chúng ta thấy là ở đây là hình ảnh một cái tuyến giáp nó ở mức độ là chưa phải là quá to. Thế còn một cái hình ảnh đặc trưng của các cái phụ nữ biếu cổ mà chúng ta vẫn quan sát thấy đối với các bệnh nhân mà người ta bị biếu cổ, đặc biệt là những cái khu vực mà vùng sâu vùng xa, khi mà người ta cái điều kiện dinh dưỡng cũng như điều kiện sống còn khó khăn thì cái hiện tượng biếu cổ nó vẫn còn rất là phổ biến. Và ngoài các cái ảnh hưởng của việc mà phát sinh ra cái biếu cổ thì các cái tác động của goitrogen nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các cái chức năng của cơ thể, ví dụ như là suy giảm tinh thần, các cái tình trạng của bệnh lý tim mạch, cái hiện tượng tăng cân béo phì, hiện tượng chậm phát triển, rồi loãng xương và rất nhiều các cái yếu tố khác mà các cái goitrogen gây ra. Và ngoài các cái nhóm goitrogen mà có nguồn gốc từ các cái thực phẩm, từ thực vật, thì một số loại thuốc và hóa chất cũng có tác động ảnh hưởng tới cái chức năng của tuyến giáp và gây ra hiện tượng biếu cổ. Đầu tiên là các cái nhóm hóa chất như là sulfadimethoxin, rồi là một số các loại thuốc oxazolidin, rồi các cái hoạt chất perclorat trong cái thực phẩm và nguồn nước, và đặc biệt là một số loại thuốc uống điều trị như là các cái thuốc chống loạn nhịp, thuốc chống trầm cảm, thuốc chống động kinh. Thì một trong những cái tác dụng phụ của các loại thuốc này là nó tác động lên cái tuyến giáp, và trong một số những trường hợp thì nó sẽ gây ra cái hiện tượng là phì đại tuyến giáp và gây ra cái hiện tượng biếu cổ. Và ngoài các cái nhóm goitrogen chính có từ các cái cây họ cải thì ở các cái trái cây khác và thực vật có tinh bột khác nó cũng có những cái hợp chất mà mang đặc tính của goitrogen. Như chúng ta đang nhìn trên hình thì có thể là măng, sắn như tôi đã đề cập, ngô, đậu lima, hạt lanh, vân vân, cây kê, trái đào, đậu phộng, lê, hạt thông, dâu tây, khoai lang, vân vân. Thì những cái hoạt chất mà như chúng ta biết là cái flavonoid thì ngoài những cái đặc tính nó có lợi cho cơ thể chúng ta thì một trong những cái tác động mà nó sẽ ảnh hưởng lên cái chức năng của tuyến giáp và cũng là một cái chất mà có nguy cơ gây ra các hiện tượng biếu cổ. Rồi là các cái nhóm goitrogen có trong thực phẩm làm từ đậu nành, như chúng ta biết là đậu phụ, đậu nành, sứ đậu nành, nước tương đậu nành. Thì trong các cái video trên kênh YouTube Dr. Hoàng Novagen thì tôi đã có một cái video chia sẻ về cái việc mà những bệnh nhân tuyến giáp có nên ăn đậu nành hay không. Thì trong các cái sản phẩm từ đậu phụ, đậu nành thì nó sẽ có những cái hoạt chất mà nó tác động lên cái cơ địa của cái người bệnh mà bị viêm tuyến giáp ở các cái thể khác nhau, và đặc biệt là những cái người mà bị suy giáp thì chúng ta cũng không nên ăn quá nhiều các cái sản phẩm từ đậu nành, bởi vì nó sẽ có tác dụng làm giảm cái hoạt động sản xuất các hormone tuyến giáp, cũng như là nó sẽ ảnh hưởng đến các loại thuốc thay thế hormone mà những người bị suy giáp chúng ta uống phải. Đó. Và vậy thì với những cái tác động của các cái yếu tố goitrogen như vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế những cái ảnh hưởng của goitrogen. Thì về cơ bản thì chúng ta thấy là cái điều đầu tiên chúng ta có thể làm đó chính là thay đổi các chế độ dinh dưỡng. Bởi vì chúng ta biết là cơ thể chúng ta hàng ngày chúng ta cần rất nhiều các cái dinh dưỡng, vitamin và khoáng chất khác nhau, trong đó bao gồm cả iốt. Thế do vậy mà đối với những cái người mà chúng ta không thể nào ăn cái thực vật từ cây họ cải thì chúng ta có thể chuyển sang những cái nguồn rau củ quả khác để có thể là đảm bảo được cung cấp cho chúng ta những cái nguồn dinh dưỡng thiết yếu. Và đặc biệt là như chúng đã vừa nói ở trong phần trên thì các cái goitrin có trong các cái thực vật họ cải thì nó chỉ được giải phóng khi ở trong cái trạng thái mà hoa quả chúng ta ăn sống. Và do vậy cái việc mà gia nhiệt thì nó sẽ làm tác động tới cái enzyme chuyển hóa từ progoitrin sang goitrin. Do vậy mà khi mà enzyme bị bất hoạt thì cái quá trình chuyển hóa thành goitrin nó sẽ không xảy ra nữa. Và do vậy thì nó vẫn giữ ở cái dạng tiền chất là progoitrin, là cái dạng mà không hoạt động. Thế do vậy mà một trong những cái yếu tố mà chúng ta ngăn ngừa những cái ảnh hưởng của goitrogen đối với cái nhóm bệnh nhân mà có nguy cơ về các cái bệnh về tuyến giáp, đó chính là chúng ta nấu chín hoặc là trần qua các cái loại rau xanh mà chúng ta ăn. Thế rồi là một trong những cái yếu tố mà chúng ta phòng ngừa các cái goitrogen đó chính là bổ sung đầy đủ các lượng iốt và selen. Thì theo các nghiên cứu thì chúng ta thấy là cái selen là một cái vi khoáng, nó cũng đóng vai trò một cái rất là lớn trong cái phần tuyến giáp. Thì tôi sẽ có một cái chia sẻ trong một cái video riêng. Thì việc bổ sung iốt và selen thì nó sẽ góp phần trong cái việc mà chúng ta ngăn ngừa những cái ảnh hưởng của các cái goitrogen dẫn đến cái hiện tượng biếu cổ. Đấy. Thế rồi là cái việc mà chúng ta thay đổi lối sống, bỏ ngừng hoặc là tiến tới là bỏ hoàn toàn cái việc mà hút thuốc lá, bởi vì như chúng ta biết là trong thuốc lá thì nó có rất nhiều các cái hóa chất độc hại, và trong đó nó cũng sẽ có tồn tại rất nhiều các loại thuốc, loại hóa chất mà nó có tác động đến cái việc mà ức chế cái hoạt động của tuyến giáp. Thế do vậy mà cái việc mà bỏ được thuốc lá cũng là một cái phương pháp rất là quan trọng. Thế rồi là đối với các cái loại thuốc điều trị như là chống trầm cảm, chống động kinh và chống loạn nhịp thì ở đây chúng ta bản thân tự mỗi chúng ta thì chúng ta không thể nào mà chủ động được cái vấn đề này, thì chúng ta cần tham vấn với các bác sĩ, đặc biệt là khi những người mà chúng ta đang phải trải qua các cái điều trị theo chỉ định của bác sĩ thì các bác sĩ sẽ có những cái hướng dẫn cho chúng ta để làm sao đó chúng ta giảm thiểu được cái tác dụng phụ của những cái loại thuốc mà tôi vừa đề cập ở trên. Như vậy thì qua cái video này thì chúng ta đã tìm hiểu được cơ bản những cái thông tin về goitrogen. Thì về cơ bản thì nó cũng là một cái yếu tố mà gây nên các hiện tượng biếu cổ ở một số cái nhóm người. Tuy nhiên thì về bản chất thì chúng ta goitrogen nó cũng không quá lo ngại, và chúng ta như tôi đã vừa trao đổi ở trên thì chúng ta có những cái biện pháp để chúng ta phòng ngừa những cái ảnh hưởng của các cái hoạt chất goitrogen một cách chủ động. Thế do vậy mà trừ khi chúng ta có các cái tình trạng hoặc là nguy cơ về các cái bệnh lý về tuyến giáp thì chúng ta nên hạn chế hoặc là để ý trong những cái loại thực phẩm hoặc là chế độ dinh dưỡng hàng ngày chúng ta ăn vào. Nhưng còn nếu như ở trong cơ thể bình thường chúng ta không có những cái nguy cơ về tuyến giáp thì chúng ta cũng không quá lo lắng về những cái tác động của goitrogen. Đặc biệt là những cái nhóm về thực phẩm mà có nguồn gốc từ thực vật mà chứa nhiều goitrogen như là các cây họ cải hoặc là những cái nhóm từ đậu nành, thì nếu như chúng ta khỏe mạnh và chúng ta không bị nguy cơ về tuyến giáp thì chúng ta cũng không nên quá lo lắng về cái vấn đề này. Đấy. Thì hy vọng rằng là quý vị và các bạn sẽ có thêm những cái thông tin về một cái nhóm, một cái khía cạnh khi chúng ta đề cập đến các cái tuyến giáp cũng như là các cái bệnh lý về tuyến giáp, thì chúng ta có thêm cái thông tin về cái nhóm goitrogen là cái hoạt chất mà nó ảnh hưởng tới cái tuyến giáp của chúng ta và gây ra cái hiện tượng biếu cổ. Thì để có thể là theo dõi các cái video liên quan đến cái chủ đề về tuyến giáp, các cái bệnh về sức khỏe cũng như là các cái thông tin về công nghệ sinh học, thì quý vị các bạn có thể là quét cái mã QR như trên màn hình để chúng ta đăng ký kênh của Dr. Hoàng Novagen. Thì hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các cái video tiếp theo.